Lưu Khải Uy tung ảnh sinh nhật con, ngầm ám chỉ Dương Mịch là người mẹ vô trách nhiệm. Hôm nay, mùng 1 tháng 6, chính là sinh nhật tuổi lên 7 của Tiểu Gạo Nếp, cô con gái rượu của Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Vào ngày này, mọi sự chú ý đổ dồn về động thái của nữ diễn viên tam sinh tam thế. Nguyên nhân là bởi suốt nhiều năm qua, Dương Mịch luôn bị mang tiếng là người mẹ vô trách nhiệm, không quan tâm tới con gái. Trang Sina đưa tin, những hình ảnh hiếm hoi trong tiệc sinh nhật của Tiểu Gạo Nếp đã bị rò rỉ trên mạng. Toàn bộ căn phòng được trang trí màu hồng cùng bóng bay, bánh kem vô cùng ngọt ngào. Tuy nhiên, chiếm trọn spotlight chính là tấm ảnh của Lưu Khải Uy cùng những tấm hình chibi của anh bên cô con gái. Netizen cho rằng bữa tiệc sinh nhật này chứng minh một điều, Dương Mịch không đến tham dự. Đây là món quà mà Lưu Khải Uy dành tặng cho cô con gái nhỏ. Trên mạng xã hội, cho tới tận thời điểm này, nữ diễn viên vẫn chưa có bất cứ bài đăng nào chúc mừng sinh nhật Tiểu Gạo Nếp. Trong khi đó, vào tối muộn ngày hôm qua 31 tháng 5, nữ diễn viên đăng tấm hình thả thính cực sexy kèm theo dòng nhắn: "Mọi người nói muốn có ảnh chụp hậu trường." Chính vì điều này, các fan đều sốt sình sịch và chờ đợi liệu rằng Dương Mịch có đả động gì đến sinh nhật của con gái hay không. Nhiều năm nay, Dương Mịch liên tục bị chỉ trích là mải mê sự nghiệp mà không ngó ngàng gì đến con gái, giao phó hết trách nhiệm nuôi con cho gia đình Lưu Khải Uy. Rất ít khi cô trở về nhà thăm con, đặc biệt khi dịch bệnh bùng phát năm ngoái, Dương Mịch chưa trở về Hồng Kông để gặp Tiểu Gạo Nếp. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng Dương Mịch không hề vô tâm như truyền thông chụp mũ mà bị phía nhà chồng cũ gây khó dễ khi có ý định gặp con. Bố mẹ Lưu Khải Uy không cho phép cô vào nhà. Chính vì vậy, mỗi khi muốn thăm con, Dương Mịch chỉ được gặp Tiểu Gạo Nếp trong nhà hàng hoặc khách sạn mà thôi. Lật lại những bài phỏng vấn của diễn viên Lưu Đan, bố Lưu Khải Uy, dân mạng càng tin rằng thông tin này là sự thật. Trước truyền thông, ông Lưu luôn hết lòng khen ngợi con trai mình là người bố có trách nhiệm. Tuy nhiên, luôn phớt lờ các câu hỏi liên quan đến Dương Mịch. Trong lần gặp gỡ truyền thông vào đầu năm nay, Lưu Đan đã có buổi trò chuyện với ký giả Hồng Kông về bộ phim Mái Ấm Gia Đình 4 tại TVB. Ông Lưu Đan cho biết, như thông lệ, năm nay nhà ông lại tề tựu vui xuân. Ông tiết lộ mình là người gốc Sơn Đông nên đầu năm được đoàn tụ bên nhau là niềm vui truyền thống. Ông nhất định chuẩn bị cho cháu gái yêu phong bao lì xì đỏ, đảm bảo hơn đứt của bố Lưu Khải Uy. Lưu Khải Uy suốt thời gian qua ở đại lục đóng phim mới, anh vừa hoàn thành tác phẩm và mới trở về Hồng Kông. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, Lưu Khải Uy buộc phải cách ly thêm 2 tuần rồi mới được đoàn tụ với cả nhà. Do đó, dịp Tết Nguyên đán này anh chưa thể gặp con. Dù chưa gặp nhau, ngày ngày hai cha con đều gọi điện qua video call, mỗi phút giây trò chuyện đều tình cảm. Khi được hỏi lần này Khải Uy sẽ ở lại Hồng Kông bao lâu, ông Lưu Đan thẳng thắn nói rằng ông không biết lịch trình làm việc của con trai mình, nhưng ông tin rằng Khải Uy còn mệt nên sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian. Khi nói đến chủ đề con trai và cháu gái, ông Lưu Đan rất cởi mở. Tuy nhiên, ngay khi cái tên Dương Mịch được nhắc đến, ông Lưu lập tức im lặng và chỉ trả lời tôi không biết. Khi phóng viên hỏi rằng bé gái đã không gặp mẹ trong một thời gian dài, không biết rằng hai mẹ con có thể đoàn tụ trong lễ hội mùa xuân năm nay hay không, ông Lưu biểu hiện không thoải mái lắm và không muốn trả lời. Ông nói, anh hỏi câu thứ hai đi. Phóng viên là hỏi ông Dương Mịch có gặp con gái thường xuyên trên video hay không, ông lại từ chối và nói, còn câu hỏi nào khác không? Không ư, vậy tạm biệt nhé. Lưu Khải Uy và Dương Mịch kết hôn năm 2014 và chia tay sau đó 4 năm. Bé Tiểu Gạo Nếp sống cùng ông bà nội và bố tại Hồng Kông. Sau ngày hôn nhân đổ vỡ, Lưu Khải Uy hay được bắt gặp cùng con gái xuống phố, đưa đón bé đi học, mua sắm. Vì bận chạy show, Dương Mịch ít khi qua Hồng Kông thăm con. Hiện tại, Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều được cho là đã tìm thấy tình yêu mới. Điều này càng khiến cho netizen tin rằng mối quan hệ giữa mỹ nhân họ Dương và gia đình nhà chồng cũ không mấy tốt đẹp.